Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ tiếp tục vẽ cái quán mì này cho xong các bạn. Cũng gần xong rồi. Đây là cái file mẫu của tôi nè. File mẫu của ta thì để tôi chỉnh cái phần hình nền nè, đó, cho nó toàn bộ màn hình. Ok, nó như vậy. Render thử. Nó ta render ra là nhìn như thế này. Rồi, còn cái file mà video trước ta đang làm dở dang ở đây nè bạn. Rồi, ok ha. Chúng ta còn thiếu cái bảng hiệu ở trên với cái bảng hiệu ở dưới nữa. Cái menu, thanh menu ở dưới bạn. Để cái món ăn á. Đây nè, cái này nè. Ok ha. Thì cái này là cái gì ta? Hình chữ nhật. Rồi, hai thanh dài xuống với cái thanh bắc ngang. Rồi, vẽ thôi. Thường thì chúng ta sẽ vẽ cho một cái file khác bạn, cho nó dễ, tạo ra một cái file mới để vẽ cho dễ. Rồi chúng ta sẽ vẽ là như thế này. Đầu tiên ta vẽ cái chính giữa trước thôi bạn. Chính giữa là một cái miếng gì đó màu xám xám như này, và nó hình chữ nhật, làm cái bảng hiệu chúng ta chữ nhật. Rồi không cần chính xác đâu, tương đối thôi. Rồi bên trong nó thì chúng ta nó hơi mỏng tí này, hơi dày. Rồi chúng ta có thể là hơi dài tí nữa. Đây là cái bảng các bạn. Nó ta làm cái bảng giống như nãy vậy đó. Rồi chúng ta có thể là nhân bảng lên. Cho cái bên trong. Bên trong nó nhỏ hơn tí và nó sẽ... Cái này cái bên trong nó có màu trắng á. Nãy kia cái bên ngoài màu đen. Đó. Ok ha. Lên một tí thôi. Rồi. Rồi sẽ nó. Bây giờ chúng ta sẽ cho cái thêm hai cái này là hai cái chân ha, thêm hai cái chân hai bên, hai cái chân kẹp hai bên mà. Hai cái chân thì bạn có thể là vẽ ra cái thanh này. Tôi nhân bản cái này lên luôn đi, đỡ mất công. Tôi thường hay nhân bản lấy cái sẵn có bạn để chúng ta đỡ mất công chỉnh cái kích thước lại, đỡ mất thời gian. Tôi quên, để tôi tắt cái này cho bạn dễ nhìn ha. Tắt cái xe mode nè, tắt cái camera đi. Rồi đây nè, đây là cái tấm bìa bên ngoài đây. Tôi sử dụng cái này, tôi sẽ nhân bản cái này lên. Rồi đây nè, đây tôi sẽ nhân cái này lên thành hai miếng các bạn. Thôi làm trước miếng đi. Rồi tôi sẽ cho nó thu nhỏ lại như thế này. Tôi sẽ di chuyển một bên nè, cái này là di chuyển bên hông nè. Di chuyển cái bên đây. Thấy chưa? Làm cái chân á, cái chân đứng các bạn. Chút tôi sẽ kéo cho bạn xem cái này là tôi làm cái chân đứng nè. Cái chân đứng ha. Thì không thì chúng ta để nguyên như luôn đi. Rồi chúng ta extrude cái bên dưới ra đỡ mất công. Không được, extrude là phải chuyển thành polygon. Tôi không muốn chuyển polygon, tôi để nguyên, tôi kéo giãn luôn đi. Rồi ta làm cái chân các bạn, này là cái chân nè. Đó. Bạn nhớ không, bạn hình dung được chưa? Đó, đây là cái chân dài xuống màu đen nè bạn. Cái chân này xuống khoảng chừng 1/3 của cái này. Hai cái chân hai bên nè bạn. Nó hai cái chân hai bên dài xuống thanh ngang đây. Rồi nó hơi dài rồi. Chúng ta hãy cho nó ngắn lại tí. Cái này nó hơi dài. Nó hơi lố lên trên tí cũng chút cũng được bạn, không quan trọng đâu. Ta làm không cần quá chính xác đâu bạn. Tương đối thôi. Rồi như thế này được ha. Chúng ta có thể là nhân bản lên một cái nữa, giữ control bằng lo bên kia là xong. Nhìn từ trên xuống cho nó chính xác cái vị trí nó. Không thì bạn lấy đối xứng trục cũng được, bạn coi cái trục ít á, như đây là ít là 54 mấy nè, thì bên đây nó sẽ là -54 mấy. Trục z chứ ha, trục z đây là 69 mấy nè, ví dụ tôi cho đây là 70 đi. Cái cách mà bạn muốn làm cho chính xác tuyệt đối á, cái đây là bạn -70. Còn bình thường thì tôi tính hảo hảo thôi, không cần quá chính xác đâu bạn. Sau đó ta thêm cái thanh gác ngang là xong bạn, thấy dễ chưa? Rồi, rất là dễ ha. Rồi, thêm thanh gác ngang thì có thể là tôi lấy cái này tôi copy luôn. Tôi thường hay sử dụng những cái có sẵn tôi copy lắm, đỡ mất công ta chỉnh sửa những cái kích thước lại. Đó, thấy chưa? Kéo xuống là ra được luôn. Rất là mau. Khỏi mất công ta phải nhấn cái hình trụ nè, nhấn cái hình hộp này nè. Mỗi lần ta phải chỉnh sửa, nó không mất thời gian lắm. Ta sử dụng những cái sẵn có, ta kéo ra nó rất là mau. Rồi xong đó bạn.
xong được một bên rồi, bạn gộp nó lại, bạn dựng đứng nó lên là xong được một nhân bản lên là xong bên kia thôi. Nó thấy dễ chưa? Quá dễ ha. Giờ ta sẽ cho hết cái này nhấn on g rồi thành một cái nhóm. Giả sử này ta cho cái này là mặt trước đi ha. Mặt trước mặt sau gì cũng được, tao này lại xuống mặt một đi. Rồi giờ tao sẽ cho nó dựng đứng lên nha bạn, dựng đứng lên cho nó xây lên, nhấn R xây, giữ giữ phím shift cho nó đứng thẳng đứng lên, còn không thì ta cho nó cái góc nghiêng bao nhiêu độ chút ta dựng cái thằng bên kia nữa, tùy tùy các bạn thôi. Nhiều như ta cho nó cái góc này là nãy là nó góc này như ta, rồi có thấy như ta cho nó gì hả bạn, cho nó gì đi, bạn muốn nó dựng đứng lên thì nó gì, góc bao nhiêu độ đó tùy các bạn. Rồi ngay sử gì các bạn. Ok ha, ta sử ta cho thêm cái chất liệu đi cho nó dễ thấy, cho các bạn dễ thấy. Cái ta tô màu gì ta, màu đen với màu trắng thôi. Rồi đây ta có màu đen màu trắng sẵn nè bạn, tôi copy đây qua đây luôn cho bạn dễ thấy. Bạn có thể rồi giờ chúng ta sẽ nhân bản các bạn, nhân bản đối xứng nha. Giờ chúng ta sẽ nhân bản cái này lên bạn, nhân bản lên đối xứng ở bên đây nè. Thì chúng ta sẽ để đối xứng qua thì chúng ta sẽ nhân bản lên, nhưng mà trước khi nhân bản á, thì chúng ta sẽ thay đổi cái tâm xoay của nó bạn, thay đổi tâm xoay cho chúng ta xoay cho nó dễ. Thì đây là chọn cái này, sau đó là bạn chỉnh cái tâm xoay lại, rồi chỉnh tâm xoay lại, di chuyển tâm xoay nè bạn. Thì bạn có thể chỉnh ở đây cho nó chính xác, tâm xoay vô tại hệ trục tọa độ luôn là 0x0y0, thấy chưa, nó sẽ trùng với hệ trục tọa độ luôn. Rồi để chi ạ, để chút tôi Ctrl C ta copy ra bản nữa, tại vì cái này nó có hai mặt ha, nó có hai mặt. Rồi sau đó bạn chỉ việc là xoay thôi, bật tọa độ thế giới lên, xoay xoay đúng ý chưa, bạn tắt này đi, rồi sau đó bạn xoay xoay đúng 90 độ, 180 độ thì nó sẽ đối xứng bên kia thôi, thấy chưa, rất là hay. Ok ha, xoay đúng 180 độ thì nó sẽ đối xứng, tại vì nãy cái góc chúng ta đã chỉnh cái tọa độ là 0,0 hết rồi, 0,0 hết rồi. Ok rồi, vậy là xong. Sau đó các bạn chỉ việc là nhóm này là thành một nhóm mà đem on kia thôi, on g đặt tên nó là cái gì bạn, cái menu hay là cái bảng hiệu gì đó tùy các bạn, hay là cái pano gì đó, tôi để cái menu hay gì đi. Rồi như này Ctrl X qua bên đây, Ctrl V lôi nó ra, nó to quá thì chúng ta sẽ giảm kích thước nó nhỏ lại bạn, nó to hơi to quá ha, nó hơi to quá, T giảm lại. Rồi cho nó tiếp xúc với mặt đất lại xong mà. Rồi có cái vị trí nữa với tô màu nữa, cái này mặc định của này là có màu đen mà, có màu đen toàn bộ luôn, chỉ có cái màu trắng là cái tấm bên trong này thôi, cái tấm này màu trắng nè, nó với cái tấm này mặt sau cũng vậy màu trắng. Ok rồi, cái bản gốc hình như là nó hơi xoay ra bên phía bên ngoài á, bạn có thể là xoay có cái phay gốc nó xoay hướng nào thì bạn xoay theo hướng đó là xong mà. Đây này, nó xoay ra phía ngoài chút ha, vậy nó đứng ở bên hông, xoay bên ngoài phía chút đứng hông, nó cao cỡ hơn cái bàn tí. Rồi nó xích nó sẽ đứng bên hông cái này, ok ha. Và cái chiều cao nó khoảng cao hơn cái bàn tí ha, nhìn qua nè, nó ok, kích thước tương đối là chuẩn rồi. Đấy.
Rồi xong các bạn. Tiếp theo ta tới cái gì nữa đây? Còn những cái tấm trắng trắng này bạn, những cái tấm trắng trắng người ta để quảng cáo này bạn, thì ta vẽ thôi. Và sau đó ta sẽ nhân bản lên là xong. Nó sẽ dính với cái nó nằm ở khoảng khoảng giữa ha, khoảng giữa của cái này, khoảng 4-5 tấm gì đó. Rồi chúng ta sẽ vẽ thôi. Ta có thể là làm ra một cái file mới luôn ha, và làm trực tiếp đây cũng được. Ta sợ làm đây nó bị che khuất quá, ta làm một cái file mới đi, nó tương đối thôi. Rồi bạn cho nó dẹp lại. Ok ha, cho nó dẹp lại. Tại vì cái này là ta làm một cái miếng miếng vải thôi. Bạn hãy chỉnh cái thuộc tính này cho chính xác. Này 6, khoảng chừng 4 thôi, thì là 3 gì đi. Rồi cho nó dẹp lại vậy đó. Rồi các bạn có thể là nhân bản lên, sử dụng liner bạn, liner ha, lúc nào cũng vậy. Sử dụng liner nhân bản lên, nhân bản lên theo cái phương ngang bạn, phương ngang á này, phương ngang là cái trục gì, trục x nè, phương ngang là cái trục x, nên x là 3, y là 1, z là 1. Rồi trục x là khoảng cách là bao nhiêu ta, cái này nó đang là 200 ha, khoảng cách đúng 200, nên cái này bạn phải cho nó xa tí, dụ như này là 400, khoảng 300 thôi. Rồi khoảng 4 hay 5 cái đó, nó không cần chính xác đâu bạn, chút qua kia ta sửa lại đại khái là gì đi. Rồi sau đó chúng ta sẽ qua kia ta sửa lại bạn. Bạn có thể nhóm này thành chung một cái group cũng được, cho nó đừng có bị rối á. Còn không bạn để trực tiếp loaner gì luôn cũng được, thôi để loaner gì luôn ha. Ta chọn chỗ ít đi. Rồi chữ V qua đây ta sẽ copy lại, Ctrl V. Nó hơi to, thấy chưa, nó hơi rất là to. Nó sẽ nằm khoảng giữa ở đây. Ok, hay khoảng giữa này. Rồi chúng ta sẽ cho nó nhỏ lại, nhấn phím T cho nhỏ lại. Bạn hãy nhìn từ nhiều từ nhiều góc độ bạn thì cho nó dễ hơn. Đó, cái file mẫu ta đâu rồi? Những cái này nó sẽ dài xuống, cái tấm này nó dài xuống mà. Hình chữ nhật hay dài xuống. Dài xuống khoảng tương đương cái đèn ha, dài tương đương tới cái đèn. Là những cái tấm ta đây. Nãy là ta chỉnh hình vuông ha. Ta cho nó dài xuống bạn. Cho nó dài xuống tí thì nó đẹp hơn. Đây. Dài là theo cái trục nào ta? Trục Y. Chụp ít nhỏ lại, nó dài xuống tí. Rồi sau đó bạn cho nó xích lên trên tí. Rồi vậy thôi. Ok ha. Rồi có cái vị trí nó có được chưa, nó có lố ra ngoài không, nó chưa có chạm với cái mái nhà trên rồi bạn. Bạn phải cho nó chạm với cái mái nhà trên ha. Rồi nó ngắn quá thì bạn có thể chỉnh cho nó dài ra một tí. Rồi ok các bạn, giờ tân nó đẹp rồi. Nó dài quá thì bạn có thể chỉnh cho nó ngắn lại chút. Rồi xong. Giờ tới gì nữa đây? Cái khoảng cách nó cũng tương đối được các bạn. Bạn muốn cho chỉnh nó khoảng cách gần tí thì bạn giảm này xuống, ví dụ như khoảng cách theo trục trục ít á, ví dụ như này khoảng chừng 85 thôi. Rồi ta sẽ qua cái khác nha, để tránh mất thời gian. Cái màu trắng này nó hơi trắng tinh quá ta. Cái màu là trắng của nhà, tôi chỉnh hơi trắng tinh quá.
bạn hãy chỉnh cho nó bớt trắng lại, như như đây là 100 khoảng chừng 80 thôi, cho nó bớt lại, nó trắng quá. Lumen ok, cho nó trắng bớt rồi bạn. Render thử, render nó cũng còn trắng quá, cái phải góc chúng ta nó không có trắng đến mức độ gì. Ồ, nó cũng trắng tinh à. Rồi tới cái khác đi bạn. Tôi chỉnh lỡ, tôi chỉnh luôn cái này cái cho nó đỡ, cho nó bớt trắng lại. Lumen nè. Ok. Này khoảng 50 thôi. Rồi. Cái này chúng ta áp lên trên cái nhà đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái độ phản chiếu của nó quên, đúng rồi, do ta chỉnh cái độ phản chiếu của nó hơi nhiều. Bạn chỉnh lại cái độ phản chiếu nó ít lại, cái độ phản chiếu đó là cái độ bóng đó bạn. Độ bóng nó là này nè, bạn chỉnh lại bớt đi. Rồi. Ok ha. Rồi giờ ta sẽ tới cái gì nữa bạn? Coi cái file gốc ta còn gì nữa. Cái máy ngói nha, cái máy ngói khó nè. Cái máy ngói này để dưới cái bảng hiệu trên. Rồi cái máy ngói này thì mình nhìn kỹ ra nó là những cái gì, nó là nửa cái hình lưỡi liềm thôi ha, nó là nửa cái hình trụ, nửa cái hình trụ rồi xếp chồng lên nhau nhân bản lên thôi, với cái cây trụ tròn này đó. Rồi làm thôi, chúng ta sẽ qua cái file mới đi, như thế này, đó chính là cái này nè bạn, cái tube nè, đúng không, cái tube nè. Chúng ta sẽ sử dụng cái tùy chọn là cho nó phân nửa, cái slide nè, thấy chưa, cắt cho nó phân nửa. Rồi bạn có thể chỉnh cho nó xoay theo cái hướng nào, chụp ít hay gì đi. Ồ, không phải chụp ít, chụp z đó. Ok ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho nó mỏng để nó dày quá, kéo cho nó giãn ra đi, đây kéo cho nó dài ra đó, thành được cái máy ngói rồi, dễ đúng không, đâu có gì đâu khó. Thấy nó dài quá thì cho nó bớt lại tí. Rồi được cái máy ngói như này rồi, giờ chúng ta sẽ cho nó xoay bạn. Hình như bạn cho nó xoay luôn bây giờ cũng được, không loner, chúng ta cho loner rồi chúng ta cho nó xoay luôn cũng được. Rồi cho loner đi. Rồi chúng ta cho nó theo cái trục x và trục z bạn. Trục x là 3, trục z là 3, đây khoảng cách thì nó hơi xa tí, khoảng cách theo trục x đó thì nó sẽ vừa rồi, nó vừa khính luôn nè, vừa chạm luôn, trục x thì vừa chạm luôn. Còn cái trục z thì phải dài ra tí, dù trục z ta cho nó là 500 thử đó. Trục z thì cái phải gốc người ta là như là nó hơi xoay mà nè, cái sau nó sẽ chồng lên trên cái trước khoảng 1/3, khoảng 1/3 là nó sẽ hơi xoay lên. Rồi nên cái này chúng ta sẽ cho nó bớt lại bạn, cho nó sẽ bị chồng lên khoảng 1/3. Rồi muốn cho nó xoay thì chỉnh cái centrum này bạn, cái centrum này chúng ta sẽ chỉnh cái nào đó cho nó xoay, không phải xoay hướng này, xoay hướng này nè đó. Ok ha, vậy thôi. Để tôi copy cái màu bên kia cho nó màu xám cho các bạn dễ thấy hơn. Hình như cái máy ngói đang là màu xám màu này nè. Rồi Ctrl C qua bên kia tôi dán cái màu, dán cái chất liệu này lên cho bạn dễ thấy. Ha, à, nó ở chưa, dễ thấy hơn đó. Có gì có dễ thấy hơn không? Sao tôi thấy tối hù? Rồi cái này nó sẽ chồng lên cái này. Ok ha, chồng lên. Bạn muốn nó sâu hơn nữa thì bạn chỉnh cái khoảng cách này nó gần lại theo trục z, nó sẽ chồng nhiều lên. Rồi và cái copy á, thì tùy theo cái máy ngói thôi, cái máy ngói chúng ta muốn mấy bảng á, thì bạn chỉnh lên, ví dụ như đây là cho 6 bảng thì nó sẽ 6 bảng, còn theo phương ngang mấy bảng thì bạn cũng chỉnh luôn, tùy bạn.
cái này chút chúng ta qua bên kia ta chỉnh là được các bạn. Đại khái là ta lấy được cái mái ngói gì đi. Rồi, kèm theo đó là cái mái ngói, bạn nhìn kỹ nó sẽ có cái cục tròn tròn này các bạn. Cục tròn tròn này thì chúng ta làm riêng nha, chứ không làm chung này được. Chúng ta không làm chung được bạn. Thật ra làm chung cũng được nữa. Thật ra làm chung cũng được mà tôi sợ nặng máy thôi, tại vì nó sẽ copy hết những cái này. Làm chung luôn cũng được các bạn. Ví dụ tôi làm chung nè. Tôi lấy khối trụ này. Tôi sẽ cho nó xây tôi lôi thử ra ngoài cho bạn dễ thấy ha. Tôi tắt cái loner đi. Rồi. Tôi cho hai cái này lại một là một đi. Ok, tôi cho này to lên. Tôi tính làm riêng mà giờ thôi tôi làm chung đi cho bạn dễ thấy, cho nó dễ cho bạn. Chứ ta làm riêng cũng được, làm chung cũng được, nào cũng được. Đó. Xích tên trước tí. Nói gì là xong rồi. Tôi cho thằng này tô màu luôn. Nói bạn, thấy dễ chưa? Bạn muốn nó bự lên, nó sát đó, thì bạn chỉnh cho nó bự lên. Cho nó sát cái này luôn. Đó, nó sát rồi đó. Nhưng mà thôi đi, đừng có sát quá vừa vừa thôi. Rồi. Sau khi xong rồi bạn có thể là chỉnh cái lôi cái ông này vô chung này luôn. Đó. Thì hai cái này nó thành một nè. Sau đó các bạn sẽ bật runner lên là xong. Hình như có cái gì đó nó sai sai ở đây. Runner ha, chỉnh lại cái góc xoay của người ta đã trên form đây. Còn không thì ban đầu chúng ta cho gỡ cái này chung đi bạn. Bạn lôi hai ông này ra ngoài đi ha. Đó, hai này ra ngoài nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho nó chung một cái group. On G, chung một cái group ha. Đây cái group đây. Sau đó ta mới lôi vô trong đây. Thấy chưa? Quá dễ. Nhưng mà làm vậy thì những cái cục trụ của sao nó chồng lên nè. Nó vô tình nó trùng lên mà. Những cái trụ sao vô tình nó trùng lên nè. Thấy chưa? Nó sẽ bị hiện tượng này. Nên bây giờ chúng ta sẽ làm riêng những cái trụ này bạn. Làm riêng những cái trụ này nha. Tính làm tắt á. Tính làm tắt nhưng mà không được. Còn nếu không thì bạn chỉnh cho cái trụ này nó hơi xây xuống một chút, xuống dưới một tí. Tắt này đi. Rồi. Một cái mẹo là chúng ta sẽ sử dụng cái trụ này nè. Ta cho nó xây xuống dưới một tí. Xích xuống dưới một tí. Thì họ chúng ta... Đó. Thấy chưa? Đây là một cái mẹo thôi. Đó. Thì nó sẽ không bị gì nữa. Ok ha. Rồi. Đại khái gì đi. Sau đó chúng ta có thể là gộp hết tất cả này vô cho một cái group cũng được. Hoặc là bạn lôi nguyên cái loaner này qua bên kia cũng được. Control X. Rồi qua bên đây chúng ta dán vô là xong. Ctrl V. Kích thước nó hơi to. Bạn hơi nhỏ lại. Nhấn phím T cho nhỏ lại. Rồi nhấn phím E cho nó di chuyển đâu ra phía trước đây. Nó mất tiêu rồi. Di chuyển lên trên. Đó. Rồi chúng ta sẽ coi cái bật lên. Bật lên này lên cho nhìn lên cho dễ ha. Rồi cái máy chúng ta nó sẽ như thế này. Hơi bị dài đây. Cho nó nhỏ lại nữa đi. Ok. Chúng ta sẽ cho nó xoay xuống cho nó xoay theo cái độ nghiêng của con này. Cái góc này nó xoay nhiêu ta? Xoay 10 khoảng 17 độ. Xoay khoảng 18 độ thì này chúng ta sẽ chỉnh thử cho nó xoay khoảng 18 độ. Rồi sau đó chúng ta sẽ bật cái hai chục tọa độ cá nhân nó lên. Ta di chuyển cho nó áp lên máy của chúng ta là xong. Thấy chưa? Nhìn từ cạnh bên là bạn cho nó chính xác, nó không có lố vô cái máy của chúng ta. Rồi bạn hãy cho nó xích lên trên. Ừ
ha. Rồi, chỉ vậy thôi. Giờ nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ nhân bảng lên mặt. Nhân bảng lên cho nó vừa đủ. Vị trí này nhân bảng lên cho đủ rồi. Rồi, cái này của chúng ta đâu? Cái này ta đang ở vị trí x bằng 0. Thì này ta cho x bằng 0 luôn. Rồi, sau đó ta sẽ nhân bảng lên các bạn. Bạn muốn nhân lên bảng thì bạn sẽ chỉnh trong cái đây theo cái trục gì? Trục x nha. Chưa đủ 15. Đủ chưa? Chưa đủ nữa. Tăng lên 16. Còn thiếu một chút. Khoảng 17. Ok, 17 giờ hả bạn? Nó sẽ lố ra giờ nè. Đó. Nó 17 là cỡ vừa ha. Ok ha. Rồi ta sẽ coi thử cái file gốc với cái file mẫu của người ta như thế nào. Nó hợp lý ha. Rồi. Những cái cọng dây này sao nó bự quá ta. Cái dây đèn nè. Cái dây này nhỏ quá, bạn hãy chỉnh cái bán kính nó nhỏ lại 1.4 đúng không? 1.6, 1.6 chỉnh lên khoảng 1.4 thôi. 1.2 thôi. Rồi 1.2 đây. Với lại cho nó thấp xuống tí sao nó. Cái này là cái gì? Cái là những cái lồng đèn nè, cho nó xích vô trong tí. Rồi. Ok ha. Rồi, được rồi các bạn. Xong được cái máy rồi. Chúng ta tới cái gì ở đây? Cái file gốc chúng ta còn cái gì đây? Cái bảng hiệu trên đây bạn. Bảng hiệu trên đây thì tôi không biết tiếng tiếng Nhật thế đâu ha. Tiếng Nhật đâu, bạn cứ đánh đại tiếng tiếng Việt đi. Mì ramen ha. Dựng đại một cái bảng hiệu lên rồi tô màu đen lên thôi chứ không gì. Đứng để cho nó dựng đứng lên. Một cái bảng hiệu đại cho nó gì. Nó một cái bảng hiệu đại đi bạn. Dựng đứng lên. Rồi bạn hãy đánh cái chữ là mì ramen gì đó. Tùy các bạn. Coi kỹ cái góc nghiêng đó bạn, nó có nghiêng không? Cái file người ta làm á, có hơi nghiêng ở phía trước nữa chưa? Ở giữa của cái này. Tương đối thôi. Cho hơi xoay ra phía trước tí. Rồi. Bạn có thể đánh cái chữ gì đó vào đây cũng được. Tùy các bạn. Tôi chả biết đánh chữ gì nữa. Bạn đánh cái chữ mì ramen đây, cho bạn nó có đánh chữ 3D nè bạn. Đánh chữ 3D nè thì bạn có thể là qua cái file trống đi, đánh chữ cho nó dễ. Rồi trong này nó sẽ có cái test 3D tôi đâu có tiêu rồi. Morap á, cho Morap có Motec nè đó. Thì bạn giờ trong đây bạn đánh cái chữ nó đây nè, chữ tiếng Nhật gì đó bạn, nhưng mà tôi không biết đánh nên tôi đánh đại cái chữ tiếng Việt có được không nè. Hình như tôi chưa bật tiếng Việt á. Mì ramen á, giả sử gì rồi ha. Ok ha bạn, mì ramen bạn có thể canh lề gì đó, canh lề giữa gì đó nè, canh lề giữa nè, canh ở giữa của tâm của này. Rồi chỉ thêm màu mè màu sắc gì đó tùy các bạn. Cái chữ này nó có nhiều cái chỉnh sửa lắm bạn, tôi nhưng mà trong cái những cái video trước tôi đã hướng dẫn rồi, trong cái phần R19 á, trong cái cáp này bạn hãy chỉnh cái bo tròn nè, như tôi bo tròn là 10 đi, và nãy giờ cái chữ nó sẽ bo tròn hơn đó, như là bo tròn 5 thôi thì chữ nó sẽ cứng lại. Rồi nó thêm cái vùng tròn để tô màu nữa nè, nó nhiều thứ lắm, hiệu ứng rồi nè, chỉnh ký tự rồi chỉnh tùm lum hết. Rồi đại khái gì đi, mất thời gian lắm. Tôi sẽ Ctrl X qua bên kia, tôi sẽ dán vô cái quán mì thôi. Ctrl V. Rồi tôi muốn cho nó trùng với cái vị trí của này luôn, thì tôi lo cái này là con của cái này.
Người ta cho nó cái vị trí là bằng 0 hết thì nó sẽ trùng thôi. Đó. Cho nó nhỏ lại. Cho nó di ra phía trước. Ok ha. Đẹp đó. Bật lên các vùng nhìn cho nó dễ ha. Bạn muốn làm việc chính xác thì người ta phải bật cái vùng nhìn lên. Các vùng nhìn lên. Nhìn từ các hướng. Rồi. Thì cái tiệm mì, cái bảng hiệu cho nó đập vô đây. Nó phải xây đúng luôn cái này. Nãy ta chỉnh là xây như ta. Xây khoảng 7-8 độ. Thì cái ông này chúng ta phải cho xây đúng 8 độ luôn. Trừ 8 độ. Ô 0 độ. Đó, ok ha. Rồi. Sau đó các bạn hãy cho tô màu cũng được. Ví dụ như cái... cái bảng hiệu màu gì ta, bên kia nó làm cái bảng hiệu màu gì, màu đen, cái chữ màu trắng ha. Rồi màu đen, cái chữ màu trắng, màu đen, cái chữ màu trắng này nè. Nó mì ramen. Ok ha, nhìn cũng thú vị ha. Nó thêm cái chấm trắng nha. Render thử coi. Rồi, ok. Cái phông chữ nó hơi nhỏ bạn. Phông chữ đúng là phải làm cái phông đậm lên tí. Phông này nó nhìn nó nhợt quá. Đó, ok ha. Rồi, ta đã xong được cái phần dưới rồi bạn. Cơ bản là xong được cái phần nền, cái phần tầng trệt rồi. Đó, phần tầng trệt rồi. Các bạn có thể lên tới phần trên lầu. Thì lầu thì bạn phải thêm cái cửa sổ với cái máy. Thêm cái cửa sổ trước đi. Cửa sổ cũng dễ thôi. Là cái gì đây? Cái tấm màu kính nè. Tấm này giả kính nè bạn. Rồi thêm những cái thanh thanh gỗ, thanh sắt gì đó. Sọc xuống 1, 2, 4 thanh. Rồi với hai thanh ngang. Hai thanh ngang nhỏ với hai cái thanh trên đầu. Rồi dễ mà. Làm thôi. Ê, chúng ta làm bên đây đi bạn ơi. Chúng ta copy bên kia cho dễ. Không thì bạn làm bên kia cũng được. Thôi làm bên đây đi. Rồi đầu tiên ta sẽ có cái này. Cho ta nhìn từ nhìn trực diện như luôn đi bạn ha. Nhìn trực diện như luôn đi, khỏi mất công. Rồi nhìn trực diện như luôn đi. Đây là cái tấm màu tấm kính chúng ta nè. Ta mô phỏng là tấm kính ta thấy bạn. Tấm kính ta đây. Rồi. Rồi sau đó chúng ta sẽ có những cái thanh, bốn thanh xuống dài xuống ha. Bằng cách là tôi hay làm biến lắm, tôi hay copy cái này, control lỗ này xuống. Rồi tôi sẽ chỉnh một thanh rồi. Bốn thanh dài xuống các bạn. Bốn thanh dài xuống thì cái thanh này ta sẽ cho là cái, đây là một thanh nè. Thật sự như cái này tôi cho tô màu đen đi, cho chúng ta đừng có làm. Rồi. Đây là cái thanh ta xuống nè. Chúng ta có 4 thanh như vậy ha. Chỉnh tương đối thì bạn không cần chính xác đâu. Chút qua kia ta chỉnh cho nó chính xác lại. Rồi ta cho một cái thanh này nữa. Rồi. Rồi ta có 2 thanh ở giữa. Cái nào đơn giản thì ta kéo qua luôn bạn, khỏi cần sử dụng longer. Cái nào trường hợp bạn thấy nó đơn giản á. Rồi, 4 thanh và 4 thanh này chúng ta có thể là cho nó xích ra phía trước một tí. Cho nó bự lên cái chiều ngang mà nổi khối lên. Tôi quên nữa. Tại vì cái này nó kéo cho nó phương ngang. Ồ, sao nó bự luôn cái này luôn rồi. Tại cái bốn thanh chúng ta bên đây nó bự hơn bạn. Đây nè, tôi cho bạn xem nè. Thấy chưa? Nó sẽ dày lên ha, nó sẽ dày lên rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ qua lại 40 cây sọc xuống bạn. Ta xóa hết những cái này lại đi, mất thời gian quá. Ồ, 1, 2, 3, 4. Ồ, cái tấm này chúng ta là cái tấm nào? Cái tấm này nó khớp nè. Rồi. Cái này người ta sẽ cho nó nổi khói, cho nó dày lên bạn. Dày lên đây nè.
ha, cho nó dậy lên, nổi khối lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhân lên thành 4 thanh. Ok, 4 thanh dọc, 2 thanh ngang. Rồi, làm thôi, nhanh thôi để mất thời gian của các bạn. Không cần chính xác là tương đối thôi. Rồi, hồi ta sẽ chỉnh lại chính xác sau. Rồi, sau đó chúng ta sẽ có 2 thanh ngang các bạn. 2 thanh ngang. Thì ta lấy cái này ta copy luôn đi. Cái này ta sẽ đặt tên, cái này là cái kính nha. Cho chúng ta đừng lộn. Rồi, cái này ta hai thanh ngang ha, hai thanh ngang ta lấy cái từ cái kính này là nhân bản ra luôn cho đỡ mất thời gian. Đây, xóa cái này đi, cái này chúng ta sẽ cho nó dẹp lại. Cái này là hai thanh ngang của tôi ha bạn, hai thanh ngang trên này, trong cái hình ta có hai thanh ngang. Ê, nhỏ quá. Rồi, hai thanh ngang này tôi sẽ cho nó đưa ra phía trước một tí, kéo cho nó đưa ra trước một tí. Đó. Hai thanh này chúng ta sẽ cho kích thước nó nhỏ lên tí bạn. Trục theo trục bi á, trục bi nó là 5. Rồi. Bạn có thể là nhân bản nó xuống. Tương đối thôi ha. Rồi, xong rồi đó bạn. Hoặc là bạn cho nó nhỏ hơn tí nữa, tùy các bạn. Dù như nó đang là 5 cho là 4 thôi. Không cần chính xác đâu nó. Rồi sau đó phía trên dưới nó sẽ có hai cái kệ bạn, ở dưới là cái kệ đưa ra nè, còn trên là cái miếng để che che mưa nó. Cái kệ đưa ra bự thôi chứ không gì, ở trên thì cũng tương tự kệ đó nhưng mà nó sẽ có góc xéo để che mưa ra nó, đơn giản thôi. Đâu rồi, rồi ta sẽ lấy những cái mẫu có sẵn luôn đỡ mất thời gian, lấy cái này luôn đi, rồi nhấn Ctrl lôi xuống đây luôn. Tôi thường hay sử dụng những cái có sẵn làm đỡ mất thời gian ta chỉnh sửa. Lo cho ông này bự ra. Rồi. Xong rồi lo cho ông này bự ra nữa. Lo cho cái chiều bự này bự ra luôn. Thấy chưa? Làm gì sử dụng những cái mẫu có sẵn làm rất là nhanh mà. Cái miếng này nó phải bự ra. Rồi, ok ha. Rồi, chúng ta sẽ làm tương tự, một cái miếng tương tự vậy nhưng mà ở phía trên đầu. Chúng ta sẽ control lôi này lên luôn. Cái miếng này phải bự ra nhiều lắm tại vì nó sẽ che mưa. Và nó hơi dẹp thôi. Đó. Chúng ta sẽ cần R để xoay nó xuống như này để nó che mưa che gió. Ok các bạn, đó, như thế này. Rồi, đại khái gì đi. Xong rồi các bạn thấy là quét chọn hết cái. Cái này là lá chúng ta, cái này là không phải, cái này là cái cây. Rồi, đại khái đi, chúng ta không cần quan tâm đặt tên nữa, đỡ mất thời gian. On G, nhóm thành nguyên nhóm, Ctrl X. Qua bên kia ta sẽ dán vô cái quán mì của tôi là xong. Ta lôi lên, đây ta được cái cửa sổ như này. Ok ha. Rồi, phím T cho nó nhỏ lại. Chúng ta coi cái file gốc là cái vị trí với cái kích thước nó như thế nào. Vị trí ở khoảng giữa nè, trên cái bảng tí. Kích thước nó thì hai bên đây cũng cũng nhiều. Rồi. Ok ha. Cái kích thước theo phương ngang nó hơi lớn. Chiều cao thì được là phương ngang hơi lớn. Do cái hằng trên đây chúng ta extrude nó hơi dữ ha. Bạn hãy chọn cái bề mặt này, bạn extrude nó xuống ha. Ví dụ như chọn phím D. Chọn cái bề mặt trên đây chứ. Đây. Không. Bạn đẩy là đẩy xuống này xuống luôn á. Nó đẩy cái bề mặt trên đây xuống này, nó đâu có lủng xuống dưới ha, lùi ha. Chỉ là chúng ta đẩy cái bề mặt ở trên đây thôi, do nó hơi bự quá ta đẩy nó xuống tí. Đó. Rồi. Còn cái cửa sổ của ta là cái nào đây?
Đây. Đó, ok hả bạn. Rồi. Sau đó chúng ta chỉ việc tô màu thôi bạn. Tô màu cho giống như bên kia được rồi. Thì cái cửa kính với mái ngói cùng màu nhau, còn cái phần cây gỗ là màu đen ha, giống như sắt vậy. Này ta lấy màu đen tô cho. Có cái mẹo đó là bạn lấy cái màu đen bạn tô hết toàn bộ cái này đi. Rồi sau đó bạn sẽ chọn cái phần kính đó, bạn sẽ tô màu riêng đó. Ví dụ cái phần kính ta là cái nào đâu. Đây. Cái này nãy ta tô rồi nè. Mà cái màu này nó hơi tối ta. Ta hãy là đổi thành cái màu này cho nó sáng hơn tí. Rồi Ctrl R thử. Ok ha. Rồi. Như vậy thôi. Giờ ta sẽ tới cái phần mái trên mà. Lưu lại ha. Phần mái trên ta là cái gì đây? Cái chỗ này là có cái thanh sắt nó bao quanh giống như bên dưới nè, bạn hãy copy bên dưới đây lên. Rồi. Còn cái này cái mái thì nó nhọn lên ở giữa. Có hai cái cây gác kèo nó xéo lên nè. Hai cây này á, phía trước phía sau không biết có không. Ừ, phía sau có luôn. Rồi hai cây gác kèo phía sau có, phía trước có luôn. Rồi đã đặt lên cái mái ngói thôi. Rồi cái này cũng dễ mà, các bạn vẽ ra hai cái miếng là bạn áp lên thôi. Rồi ta làm thử các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ làm gì đây? Trước tiên là chúng ta sẽ cho cái máy nó, cho nó có cái góc xéo lên đi bạn. Có cái góc xéo lên ha. Thì bằng cách là chúng ta sẽ nhân bản cái chọn cái máy này trước. Thì cái máy này là cái gì ta? Cái máy này là cái đối tượng hao dưới nhà dưới đây nè, hao nè, hao một nè. Thì chúng ta sẽ cho nó cắt cái đường ở giữa đi bạn. K đâu tiêu rồi. Bạn hãy sử dụng chức năng là cắt ở giữa, không thì bạn sử dụng cắt từ đây xuống đây một đường. Cắt cái này nó cắt dòng luôn rồi không? Để cắt cho chính xác thì bạn hãy nhìn cái vùng nhìn từ từ trên xuống cho nó dễ này, thì nó sẽ chính xác hơn. Bật cái polyband này lên. Rồi bạn cứ lấy đại đâu đó khoảng này một điểm đi. Rồi giữ phím Shift, dễ điểm còn lại là xong. Đó. Bạn muốn cho nó chính xác thì bạn hãy tự chỉnh lại cái tọa độ nó, chọn điểm nè. Bạn ơi xin lỗi, bạn có thể là quét chọn lại cái điểm đó. Đó. Điểm này nếu dù nó không chính xác thì bạn chỉnh lại đúng cái vị trí nó là x bằng 0, ví dụ gì thì nó sẽ chắc chắn chính xác luôn, x bằng 0. Bên dưới đây cũng vậy, bên dưới đâu tiêu rồi à, dưới đây là chữ x bằng 0 thì nó sẽ chính xác ngay chân giữa cái ngôi nhà của ta luôn các bạn. Rồi sau đó các bạn hãy chọn nó và bạn thực hiện cái việc đẩy lên, nó thành cái mái nhà rồi, dễ đúng không? Tùy theo cái máy bên nhà bên kia người ta muốn làm cái góc nghiêng bao nhiêu thôi, nghiêng nhiều hay nghiêng ít thôi bạn nè. Nó hay nghiêng ít thôi bạn, nó chỉ góc lại nhiều, góc này cỡ góc này lại nhiều bạn, góc này cỡ 30 độ vậy nè, thì bạn sẽ cho nó lại ít thôi, lên ít thôi, cỡ cái này thôi đó. Rồi sau khi xong rồi chúng ta sẽ đắp hai cái thanh sắt lên. Cái này giống như là mới là xi măng thôi. Ta đắp hai cái thanh sắt lên mà. Đây nè, hai những cái thanh hai thanh sắt lên với cái giữa nữa là xong. Rồi thêm cái mái là xong. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta có thể chọn cái mặt này. Bạn thực hiện cái việc extrude lên cũng được nữa. Tùy các bạn thôi. Cái này có nhiều cách làm lắm, bạn thấy là tách cái mặt phẳng này ra nè, sau đó các bạn extrude ra một cái khối cũng được. Còn những bạn nào mới thấy hơi khó quá chứ chuyện đó thì bạn có thể là tự tạo ra một cái này. Không tiêu rồi. Tự tạo ra một cái mặt phẳng này rồi các bạn sẽ cho nó xây dẹp theo cái hướng này.
xây dạ theo cái hướng này các bạn, tùy thôi, tùy tùy các bạn thôi, cách nào cũng được. Làm cách này thì các bạn phải mất hơi mất thời gian nhiều hơn, bạn phải cho nó định hình cái kích thước nó bao nhiêu, sẽ nhìn bốn góc này, nhìn bốn góc như thế này, cho nó hơi lố ra một tí, rồi sau đó cho nó cái kích thước cho nó đúng một tí đó. Rồi sau đó các bạn sẽ cho nó xoay góc bao nhiêu độ đó thì bạn nhìn cái cạnh bên hông. Đây đó, thì bạn sau đó bạn xoay cho nó xoay đúng cái khoảng cái độ của cái góc này, xoay lên bao nhiêu độ á thì bạn áp xuống thôi, bật OK ha. Cách này thì nó hơi thủ công tí, còn làm cái cách kia thì nó chuyên nghiệp hơn. Nãy chúng ta sẽ chút cái tách cái mặt ra, rồi chúng ta sẽ tách cái mặt ra rồi chúng ta sẽ chút lên thì nó sẽ dễ hơn. Cách nào cũng được. Này cách này thì nó thủ công, ta chỉ việc như thế này thôi, áp lên. Thấy chưa? Bạn muốn muốn nó đưa lên tí thì bạn kéo cái này nó dài dài tí nữa. Trường hợp các bạn muốn á, nó dài lên tí. OK ha. Rồi sau đó các bạn sẽ nhân bảng lên, bạn nhân bảng lên đối xứng của hai bên. Đối xứng thì chúng ta có thể làm như sau. Các bạn hãy chỉnh lại cái tâm của nó, chọn cái khối hợp này nè, chỉnh tâm của nó lại, cho tâm nó bằng không, nó mất tiêu rồi. Tôi đang chỉnh tâm của nó mà. Không được, cái tâm bằng không là bạn phải chuyển nó sang dạng polygon. Chúng ta cho nó vô cái nhóm đi, on ghê này. Rồi on ghê nó vô cái nhóm đi, rồi chúng ta chỉnh tâm nó coi được không, nó thay đổi tâm được nè, thấy chưa, cho nó vô cái nhóm on ghê này, vô cái null đó thì chúng ta thay đổi tâm được, tâm nó cho bằng không hết đi cho nó đối xứng. Xin lỗi, tâm nó cho ít bằng không thôi, ít bằng không thôi ha, y như cũ. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhân bảng cái này lên, rồi cái nhân bảng này chúng ta sẽ cho nó xoay 180 độ, tắt cái này đi ha, tắt cái tâm đi thì nó sẽ xoay đúng, giữ phím shift cho nó xoay đúng 180 độ các bạn. Rồi nó thì nó sẽ xoay hai bên đối xứng lại nhau, xong. Bạn muốn tô màu thì qua nó cái này, nó tô màu đen hay gì đó. Cái này đang mô phỏng cái thanh sắt các bạn, thanh sắt. Rồi, thanh sắt ngang. Còn cái miếng như này chúng ta cũng phải nhân bảng lên luôn ạ. Control lo lên, lo lên, lo lên. Hình như cái file mẫu chúng ta là gì đúng không ạ? Nó. Bạn kiểm tra cái file mẫu của chúng ta là sao nha. Thấy chưa? Mẫu chúng ta là gì đây? OK ha. Rồi, thêm cái phần máy ngói trên nữa là xong. Cái này tới đây, cái này ta sẽ cho nó ngắn lại vừa đủ cái bức tường thôi. Rồi vừa đủ bức tường thôi, giờ cho nó đi lên trên tí đó, chút cái mái ngói chúng ta nó che khuất rồi, không sao gì, đừng quan tâm chuyện đó. Rồi giờ các bạn muốn lấy cái mái ngói phòng copy ở bên dưới lên thôi, chọn cái này nè, cái mái ngói người ta đây, bạn hãy là lo nó lên trên ấy nó. Rồi sau đó các bạn hãy cho nó xây xây bao nhiêu độ đó, xây 90 độ, xây 90 độ. OK ha. Rồi bạn sẽ ướm thử, bật cái vùng nhìn lên coi nó như thế nào. OK ha. Đây chúng ta được như này rồi, còn nó thiếu đủ gì đó thì bạn tăng cái số lượng cái máy ngói lên là xong. Ví dụ như cái chiều nó thiếu, thiếu theo cái trục phương ngang thì đủ rồi, còn cái chiều này nó thiếu nè, tăng lên thử 8 thử.
thấy chưa, cái chiều này nó thiếu nè. Rồi bạn thử áp thử coi nó đúng chưa bạn, nhìn thử các chiều ha, các hướng nè, coi cái nó hướng nó đụng chưa, đụng cái máy chưa. Rồi à, nó xích xuống dưới nè, như là cái góc xoay nó không được chính xác cho máy, cho 10 đi cho nó đưa ra một tí. Rồi cái góc xoay nó không được đúng cho chính xác cho máy bạn, nó xoay không được đúng ha, thì chúng ta chỉnh lại góc xoay. Nó là góc xoay này nè, ấy vừa vừa thôi. Rồi sau đó là áp lên cho nó chồng lên trên cái máy ta, ok ha, hợp lý đó. Hình như nó đưa ra hơi nhiều bạn, giảm cái số lượng lại, cái số lượng 9 thôi, 9 hợp lý hơn ha, 9 hợp lý hơn. Rồi sau đó các bạn sẽ nhân bảng hai bên đối xứng là giống như nãy giờ ta làm thôi là xong. Sử dụng cái này rồi cho nó vô trong cái on g ha, cái nhóm đó. Rồi sau đó là các bạn sẽ nhân bảng cái này lên, control lo ra, control c control v cũng được. Rồi quên, chúng ta thay đổi trục nó trước chứ, click vô đây rồi chỉnh cái hệ trục tọa độ nó lại là bằng 0, bật cái này lên nè, x bằng 0 ha, tại nó đối xứng qua trục x đó. Rồi sau đó bạn sẽ nhân bảng lên, control c control v, cái nhân bảng này chúng ta sẽ tắt này đi cho nó xoay đúng 180 độ, r giữ phím shift để cho đúng 180 độ đó, là xong được cái mái nhà như thế này. Còn ở giữa thì nó sẽ thêm cái cục gì tròn tròn á, cái mái nhà người Nhật á nè, thì bạn vẽ hai hình trụ thôi, hai trụ đen đen với trắng nha, cái ngoài cái trong là xong. Trụ đâu, cylinder đây, nó đâu mất tiêu rồi, cho nó xây theo cái hướng nào của nó. Trục ít ấy, trục này trục chụp xét chứ, đúng không, xét đúng rồi, xét rồi bạn hãy kéo cho nó dài ra đó, sau đó cho nó nhỏ lại, cho thấp xuống. Rồi nhìn từ trực diện nè, ok ha, xong cái bự cái nhỏ bạn, cái này nó sẽ xích lên trên tí, coi cái file mẫu người ta coi nó như thế nào bạn, cái vị trí của nó. Nó sẽ mắc luôn hai cái này luôn, với lố lên cho anh tí. Rồi nó sẽ xích xuống dưới, lố xuống hai cái máy này luôn, và lố lên cho anh tí, đúng rồi, như thế này. Rồi sau đó là nó bên trong nó sẽ có một cái thanh tương tự vậy, có cái chiều khoảng cách đưa ra coi, đưa ra như thế này, ok ha, đưa ra như này. Rồi bên trong nó có cái thanh trắng trắng nữa, thì chúng ta sẽ nhân bảng ở đây, control lôi ra. Rồi cái thanh bên trong ta sẽ cho cái kích thước nhỏ lại, và nhỏ lại, và sẽ kéo giãn ra một tí, cho nó đưa ra một tí, ok ha. Bên kia có đưa ra không ta, hay thay đổi màu thôi, đưa ra một tí, đúng rồi. Rồi ta sẽ việc là áp màu nó vô là xong mà. Kết quả ta đây, áp nó vô cái màu đen luôn, có trụ này màu đen, còn cái trong là màu trắng nó, ok ha. Control R thử, nó được cái máy nhà gì rồi, coi cái file giống cái file mẫu người ta không, hình như là phím tab, không phải, cái phím gì đó tự nhiên tôi quên, là cho nó tắt hết những cái màn hình, ta shift F hay gì vậy, control F hay gì vậy, cho thấy toàn màn hình á, mà tự nhiên tôi quên rồi. Thôi giờ đây xem cái file mẫu ta đây, còn gì chưa làm mà. File mẫu ta đây, ghế bàn, bảng hiệu, cửa sổ, mái nhà, ok ha. Còn đây là cái file tôi mới vừa hướng dẫn các bạn đây, sao nó tối hù rồi ta,
thay người ta cái nền trắng, còn tao làm cái nền tối hù, cái nền tao để cái này đúng không? Bạn hãy cho nó sáng lên coi, đó. Đây cái nền tối hù à. Ok ha. Rồi, mì ramen. Đây cái nhà của chúng ta. Rồi ok ha. Giờ chúng ta sẽ render thử, nhấn Ctrl R. Ok, nhìn cái góc khác coi nó có đẹp hơn không. Rồi, cái cạnh tường nó như nó hơi bén á, bạn hãy chỉnh cái cạnh tường cho nó mềm lại cũng được. Đây là cái món mì của người ta đây. Đó. Hình như là những cái tấm này người ta có thêm họa tiết gì á, những cái tấm này thấy nó có hơi hoa văn tí. Ờ, người ta để hơi xám xám chứ không có trắng mà. Những cái tấm này nè. Nếu mà ta thêm cái chi tiết nâu vô á thì rồi vậy là cơ bản ta xong mấy bạn. Rồi đây là quán mì của người ta đây, của tôi đây. Đó. Bạn hãy thêm những yếu tố như là ánh sáng hay gì đó tùy các bạn. Vô tôi thêm thử cái phần một cái ánh sáng mặt trời thử các bạn. Thêm chơi chơi thử coi nó như thế nào. Ờ, cái góc xoay như nó hơi bị sai sai đâu đó. Mặt trời thì bạn có thể xoay cái hướng của nó. Thêm cái này đi. Đợi tao tí mà tao chỉnh chơi chơi thử cái này cho nó coi nó có đẹp hơn không. Đó. Rồi tao render thử nó có ok không. Ok ha, rồi ta kết thúc video này đi, dọc hồi tính mất thời gian các bạn lắm. Rồi. Tôi là Tú Phan đang dẫn bạn trên trang web là fankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.